Mời mở quyển kinh Tờ thứ 12 Tờ thứ 12 Chúng ta xem từ hàng thứ nhất Trí tuệ quảng đại Thâm như hải Nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao siêu quá du biên ác thú môn túc đáo bồ đề cứu cánh ngạn lần trước dẫn đến chỗ này chúng ta xem tiếp vô minh tham sân dai dĩnh vô hoặc tận quá vong Tam Bụi Lực Lần trước Đã nói qua với các vị Sáu câu này là cầu Tự lợi đức bồ tát pháp tạng đã làm ra một điển phạm cho chúng ta làm thế nào cầu tự lợi sau khi tự lợi mới có thể lợi tha trong sáu câu lấy trí tuệ làm đầu. Lý tam muội làm tổng kết. Cái ý này rất sâu, rất rộng. Chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội. Áp dụng ngay trong đời sống của chính mình đó chính là cả đời. Thọ dụng không thể cùng tận. Không luận là học Phật. Chúng ta vẫn là bình lặng mà trải qua ngày tháng. Nếu như không có trí tuệ nhà phật gọi là dễ dàng tạo nghiệp cái gì gọi là tạo nghiệp thậm chí chính mình cũng không biết được rõ ràng tạo nghiệp đương nhiên phải chịu quả báo cho nên mười pháp giới y chánh trang nghiêm từ do đâu mà có vậy chúng ta phải rõ ràng phải tường tận sau đó mới biết được những thứ nào là lợi ích chân thật những thứ nào không phải là lợi ích chân thật phật pháp đối với chân giả nó có một định nghĩa rất đơn giản nếu như ở ngay trong một đời chúng ta có được phước có được lợi đến đời sau thì không có được phật nói cái phước lợi này không phải chân thật hiện tại có thể có được, đời sau cũng có thể có được. Vì sao? Đời đời kiếp kiếp cũng đều có thể có được. Phật nói, cái phước lợi này là chân thật. Cũng có trong kinh điển Phật nói với chúng ta, hiện tiền không có được phước lợi, đời sau có được phước lợi đời sau nữa có được phước lợi đó cũng là chân thật do đi có thể biết chư phật bồ tát nói với chúng ta có thể nói là lợi ích lâu dài mà không phải là một lúc không phải tạm thời lợi ích ngắn ngủi tạm thời phật bồ tát nói với chúng ta đều là giả thế nhưng lợi ích lâu dài nhất định là xây dựng trên nền tảng trí tuệ mà lợi ích chân thật chính là một câu phía trước đã nói tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạn đây là người chân thật tu hành mũi niệm mong cầu mũi niệm ước vọng thế nhưng vì sao họ không thể có được cái thứ nhất là trí tuệ không đủ thanh tịnh không viên mãn trên kinh a di đà phật nói với chúng ta không thể thiếu phước đức nhân duyên mà có thể sanh nước kia nếu y theo cái tiêu chuẩn này thiện căn phước đức nhân duyên không đủ nếu như thiện can phước đức nhân duyên đủ cái tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạn liền làm được duyên phận ngày nay của chúng ta thực tế là hy hữu khó gặp duyên phận nay đủ vấn đề là ở chúng ta có thiện căn hay không có phước đức hay không cái gì gọi là thiện căn trong sáu câu này câu thứ nhất là thiện căn hai câu phía sau là phước đức chỉ cần chúng ta đầy đủ thậm chí chúng ta kém khuyết một chút cũng không quan hệ chỉ cần duyên thù thắng thật như đại sư thiền đạo đã nói chính phẩm giảng sanh luôn là ở duyên ngộ khác nhau chúng ta có duyên thù thắng phước đức thiện căn kém một chút có thể ở ngay trong một đời này trong một thời gian ngắn ngủi bộ túc đó loại tình hình này từ xưa đến nay chúng ta ở trong tình độ thánh hiền lục trong giảng sanh truyện xem thấy rất nhiều thí dụ cho nên có thể bộ túc Vậy thì hai câu phía sau Đó là thọ dụng chân thật Vô minh tham sân Giai dịnh vô Giai dịnh vô Rất là hiếm được Dịnh diễn đoạn dứt Do đây có thể biết đây quyết không phải là người thông thường. Đó là tán thán Phật. Tham sân là kiến tư phiền não. Đi là thu nhất Ngoài cái này ra Phật nói với chúng ta Còn có trần sa phiền não Vô minh phiền não Nói vô minh Nói tham sân Ba loại phiền não Đều đoạn hết Rất không dễ dàng kiến tư phiền não phải có định lực mới có thể phủ phục trong kinh kim cang đã nói dân hà hàng phục kỳ tâm phải có sức định định có thể hàng phục không thể đoạn không thể vĩnh đoạn vĩnh đoạn phải dựa vào trí tuệ cái trí tuệ này tuyệt đối không phải là cái học của kiến văn chúng ta nghe kinh nhiều đọc kinh nhiều thảo luận nghiên cứu nhiều có thể khai mở trí tuệ hay không cũng có thể được chút trí tuệ nhỏ thế nhưng cái trí tuệ này không thể đoạn được phiền não càng không thể phá được vô minh trí tuệ phá vô minh là trí tuệ bát nhã của tự tánh trong tông môn thường nói Minh tâm kiến tánh Trí tuệ của minh tâm kiến tánh Mới có thể phá được vô minh Chủ này nói ra thì dễ dàng Khi làm Thì Rất khó làm thế nào hạ thủ hay nói cách khác chúng ta phải học như thế nào bắt đầu học từ đâu nhất định trước tiên phải đoạn phiền não thô thô nhất chính là kiến tư phiền não Kiến tư phiền não Dùng lời hiện tại mà nói Kiến Là kiến giải sai lầm Cũng chính là nói Bạn đối nhân sự thế tiếp vật Có cách nhìn sai lầm Đó gọi là kiến phiền não Tư là tư tưởng Cách nghị của bạn Đối với vũ trụ nhân sanh cách nghĩ của bạn sai lầm đó gọi là tư hoặc tư tưởng sai lầm trong kiến giải sai lầm cơ bản nhất cũng chính là nghiêm trọng nhất đem cái thân này xem là chính mình đó là trên kiến giải của bạn có sai lầm câu nói này rất khó hiểu tất cả người trên thế giới này có người nào không đem cái thân này xem là chính mình thậm chí chúng ta nói ngay đến phật bồ tát cũng không ngoại lệ khi vừa mở đầu quyển kinh như thị ngã văn Chẳng phải cũng đem cái thân này Xem thành ta hay sao Trong đây liền có cưỡng cầu Chúng sanh Đem cái thân này Chân thật cho là ta Đó là sai lầm Chư Phật Bồ Tát Là người giác ngộ bạn cũng có thể tùy thuận tất cả chúng sanh bằng nói cái thân này là ta tốt tôi cũng tùy thuận bạn cũng cho đây là ta trao đổi ý kiến thì thuận tiện đi gọi là tùy thuận chúng sanh mà nói trong lòng chính họ có chấp trước hay không không có đích thực không có chấp trước đó là chỗ người giác ngộ không giống như người thông thường chúng ta bởi vì chúng ta chấp trước cái thân này là ta thì phiền phức to rồi thế là khởi tâm động niệm phải lo chăm sóc cái thân này phải chăm sóc cái ta các vị nghĩ xem tất cả ý niệm tự tư tự lợi liền từ ngay chỗ này sinh ra không những phải lo chăm sóc cho ta còn phải lo chăm sóc cái của ta cái của ta là gì vậy cái mà ta sở hữu chí thân là quyến thuộc của ta cha mẹ chồng vợ con cái anh em đều là quyến thuộc của ta tài sản của ta địa vị của ta cái ta sở hữu rất nhiều sở hữu của ta là phụ thuộc về ta ngày ngày vì những thứ này mà bận rộn ngày ngày vì những việc này mà tạo nghiệp vậy chúng ta mới hiểu nhà phật nói thiện ác tiêu chuẩn của nó là xây dựng trên nền tảng này phật nói thiện ác cái gì là ác vì ta chính là ác cái gì là thiện vì người chính là thiện chúng ta khởi tâm động niệm tất cả đều có thể vì chúng sanh Vì người khác Phật nói đó là thiện Khởi tâm động niệm Điều gì ta Đó là ác Vậy chúng ta Mới có thể tham thấu được Lời giáo huấn này của Thế Tôn Bởi vì có ta Đó là chấp trước liền biến cảnh giới của sáu cõi luân hồi cho nên sáu cõi mười pháp giới cũng không phải là thật trong kinh phật đã nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng sáu cõi có tướng mười pháp giới có tướng những cái tướng này đều là hư vọng đều không phải là chân thật những hiện tướng này cho đâu mà có chính là bởi vì từ chấp có ta mà biến hiện ra nếu như một ngày nào đó bạn muốn chứng được vô ngã vậy thì chúc mừng bạn vô ngã Xin nói với các vị Thì không còn sáu cõi Thí dụ Bạn đang ở trong mộng Lúc nào chứng được vô ngã Bạn liền từ trong mộng tỉnh lại Khi vừa tỉnh lại Thì cảnh mộng không còn Chỉ cần bạn còn chấp trước có ta có cái của ta Bạn vẫn cứ đang nằm mộng Bạn vẫn chưa tỉnh Cho nên sáu cõi luân hồi là vọng tưởng Phân biệt chấp trước biến hiện ra Không còn chấp trước Thì sáu cõi không còn Thế nhưng bạn vẫn còn vọng tưởng Vẫn còn phân biệt đến lúc đó thì như thế nào vậy phật nói với chúng ta đó là pháp giới bốn thánh trong mười pháp giới cái cảnh giới này hiện tiền gọi là thanh văn duyên giác bồ tát phật sẽ hiện ra cảnh giới này cảnh giới có khác biệt đó là bạn chấp trước có nặng nhẹ, không giống nhau. Bạn phân biệt, phân biệt chấp trước có nặng nhẹ. Phân biệt nặng, bạn là thanh văn, duyên giác. Phân biệt nhẹ, bạn là Bồ Tát, là Phật. Nếu như tất cả bạn đều không phân biệt, thì thì, bạn liền ra khỏi Mười pháp giới Ra khỏi mười pháp giới Thì thành Phật Tuy là thành Phật Không viên mãn Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Thân Đại Sĩ Trong Thiền Tông gọi là Minh Tâm Kiến Tánh Kiến Tánh Thành Phật bằng thành phật rồi do đây có thể biết tại vì sao chúng ta không thấy được tánh chúng ta niệm phật tại vì sao không thể được nhất tâm bất loạn chính là bởi vì có phân biệt có chấp trước bị hai thứ này chướng ngại chấp trước là phiền não chướng phân biệt là sở thi chướng hai chướng chướng ngại mất đi tự tánh của bạn khiến cho chúng ta không thể kiến tánh không thể được lý nhất tâm bất loạn nguyên nhân chính ngay chỗ này và lúc nào chúng ta lìa khỏi phân biệt chấp trước mới có thể giải quyết được việc này buông bỏ hai loại chướng ngại này sau khi buông bỏ minh tâm kiến tánh ở trong niệm phật chúng ta gọi là bạn được lý nhất tâm bất loạn cái địa vị này chính là địa vị sơ địa mà trên kinh hoa nghiêm nói kinh hoa nghiêm là viên giáo phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân đó là thành phật rồi vừa rồi nói tuy thành phật không viên mãn không cứu cánh vì sao vậy còn có vọng tưởng vọng tưởng chính là chỗ này nói vô minh vô minh là vọng tưởng vô minh chính là vẫn chưa làm cho rõ ràng Chưa làm cho rõ ràng Cho nên mới khởi vọng tưởng Thấy đều rõ ràng rồi Đương nhiên bạn liền sẽ không còn vọng tưởng Du Minh này là nói cái gì? Nói căn nguyên của vũ trụ tự tánh Chưa làm được rõ ràng Thế suốt thế gian tất cả Pháp họ tường tận hơn chúng ta quá nhiều chúng ta làm gì có thể so sánh được với người ta đối với tự tánh chưa làm được rõ ràng thể tướng tác dụng của tự tánh họ cũng có thể chứng được một ít thế nhưng không viên mãn tỷ dụ của người xưa so sánh được rất hay họ đem ánh trăng của ban đêm làm tỷ dụ ánh trăng của mùng ba mùng bốn ánh trăng giống như một cái lưỡi liềm nó cũng có ánh sáng đó là ánh trăng thật không phải là giả tuy là thật không tròn đầy nếu so với ánh trăng mười lăm thì kém rất xa cho nên Bồ Tát Viên Giáo, sơ trụ, nhị trụ, tam trụ, giống như trăng lưỡi liềm vậy. Trăng thật chính là Phật thật, cho nên kiến tánh thành Phật hoặc là Phật thật, họ không phải là giả. Phật thật mà chưa viên mãn, du minh của họ phải từ từ phá. Dù minh cũng có dày mỏng khác nhau Trên Kinh Hoa Nghiêm nói 41 phẩm Phá một phẩm Chính là Duyên giáo sơ trụ Bồ Tát Vậy vẫn còn 40 phẩm chưa phá Vẫn phải từ từ mà tu Phá từng phẩm từng phẩm 41 phẩm vô minh thảy đều phá hết Vậy mới gọi là Vô minh tham sân Giai dĩnh vô Phá hết rồi Đó là quả gì gì vậy Quả Phật của viên giáo Quả Phật cứu cánh viên mãn Phật quả là gì vậy phật quả là chính chúng ta trong thiền tông gọi là mặt mũi trước khi cha mẹ sinh ra cũng chính là thế tôn đã nói ở trong hoa nghiêm viên giác tất cả chúng sanh vốn sẵn thành phật hay nói cách khác bạn thành phật không gì khác hồi phục mặt mũi sẵn có mà thôi. Trong Đại Kinh thường nói, viên mãn bồ đề, quy vô sở đắc. Bạn thành Phật, bạn không nên cho là bạn có được chứng đắc gì. Không hề có. Cái bạn có được hoàn toàn là trong tự tánh, vốn sẵn có đủ. Tuyệt đối không thể nói ở ngoài tự tánh còn có thứ gì có thể chứng được không hề có cái bạn có được đều là bản năng của tự tánh vốn sẵn trong tự tánh vì thì do đây có thể biết giáo học của phật pháp không gì khác giúp bạn hồi phục đức năng của tự tánh mà thôi đây là chỗ chúng ta cần phải nên biết phải tường tận câu phía sau này hoặc tận kỳ thực câu này hai chữ Chính là phía trước một câu nói vô minh. Quá dâm, quá là lỗi lầm. Đời sống hành vi của bạn về sao Đối với người, đối với vật, đối với việc, mãi mãi sẽ không phạm phải sai lầm. Dòng chính là không có, không còn lỗi lầm. Chủ này, chẳng phải phía trước đã nói Vô minh tham sân giai dĩnh vô làm thế nào dĩnh vô làm thế nào đoạn một câu sau cùng là nói với chúng ta phương pháp để đoạn dựa vào phương pháp gì tam muội lực tam muội là dịch âm từ tiếng phạn ấn độ ý nghĩa của nó chính là thiền định trong phật pháp phiên dịch rất nhiều thường thứ nhất gọi là chánh thọ chánh là bình thường thọ là hưởng thọ tam muội là hưởng thọ bình thường hưởng thọ bình thường chính là thiền định do đó tu học của phật pháp là lấy thiền định làm chỗ quy kết chỗ này chúng ta không thể không nhận biết nhà phật gọi là tám dạng bốn ngàn pháp môn, du lượng pháp môn, pháp là phương pháp, môn là lối đi, phương pháp lối đi du lượng du biên. Tóm lại mà nói, đều là tu thiền định. Chỗ này chúng ta không thể không biết. Tam bụi, vì sao không gọi là thiền định? Ý nghĩa của tam bụi so với thiền định còn viên mãn hơn. Nếu như nói thiền định, tứ thiền bát định của thế gian cũng là thiền định. Tứ thiền bát định của thế gian có phải là tam muội hay không? không phải tam muội cái thiền định này siêu diệt tứ thiền bát định nó cũng là thiền định chúng ta có thể nói so với tứ thiền bát định còn cao hơn sâu hơn nhiều Bởi vì tứ thiền bác định vẫn chưa rời khỏi sáu cõi luân hồi. Thọ dụng trong sáu cõi luân hồi không thể xem là thọ dụng bình thường. Ở trên kinh, Phật nói thọ dụng của chúng sanh sáu cõi. Có thể đem nó quy nạp làm năm loại lớn. Luôn không rời khỏi năm loại này thân có khổ vui vô số hưởng thụ của thân bạn không ngoài lạc thọ khổ thọ trong hai loại lớn này trong tâm lý không ngoài mừng lo thọ dụng của hai loại lớn này lo là lo lắng ưu sầu Mừng là vui mừng Đó là nói phàm phu sáu cõi Cái mà bạn hưởng thụ Không ngoài phạm vi này Thế nhưng Ở ngay trong tứ thiền bát định vào lúc này Rất thoải mái Tại vì sao vậy thân không có khổ vui Tâm cũng không có lo mừng Cái thọ này rất tốt Chính là khổ vui mừng lo Đều buông bỏ Phật nói Đó gọi là khổ thọ Xả thọ là rất tốt Thế nhưng không dài lâu Không phải vĩnh hằng Nó là có một đoạn thời gian Tùy theo công phu thiền định của bạn sâu cạn Thời gian xả thọ của bạn dài ngắn Không như nhau Không thể gọi là tam muội Cho nên tam muội Cái ý nghĩa này Mức độ thấp nhất A-la-hán chứng được trên kinh lăng nghiêm gọi là cửu thứ đệ đỉnh định lực của họ có chín tầng bởi vì định thứ tám ở thế gian thiền định thế gian cao nhất là đến bát định cửu định là siêu diệt thế gian siêu diệt ba cõi siêu diệt sáu cõi luân hồi loại thiền định này mới có thể xem là tam muội vậy thì do đây có thể biết đó là thiền định rất sâu nếu bạn muốn đoạn kiến tư phiền não bạn nhất định phải dựa vào tam muội phải nương thiền định trong bài kệ này tóm lại mà nói Phật dạy chúng ta Phương pháp tu học Dạy bảo chúng ta Phương pháp sinh hoạt Chúng ta Rất hy vọng trải qua Đời sống của Phật Bồ Tát Đời sống của Phật Bồ Tát Chính là trí tuệ Cùng tam muội do đó giáo học của phật pháp phật dạy người cái gì phật chính là dạy người khai mở trí tuệ cho nên phật pháp là phương pháp của trí tuệ phật học là học vấn của trí tuệ việc này không thể không rõ ràng phật pháp không cầu gì khác cầu trí tuệ Trí tuệ từ do đâu mà có Trí tuệ nhất định từ trong định mà có được Cái điểm này chúng ta phải nên biết Không có xuất định Loại trí tuệ này Người thế gian chúng ta gọi là trí tuệ Ở trong Phật Pháp gọi là Thế trí biện thông Phật gọi là trí tuệ của người thế gian Biện tài thông minh không phải là trí tuệ chân thật trí tuệ chân thật nhất định từ ngay trong thiền định sâu thẳm mà khai ngộ hay nói cách khác cái trí tuệ này không phải từ bên ngoài mà cầu được là từ trong nội tâm tự nhiên hiển lộ ra Cái việc này Chúng ta vừa nghe thì lại nghe không hiểu Vì sao không học Trí tuệ sẽ hiện tiền Trên kinh Phật thường hay đem tâm của chúng ta Thí dụ là nước Vì thì mọi người dễ hiểu Chúng ta xem thấy nước Nước thì có sóng nước là động nước thì không có tác dụng chiếu sáng tướng cảnh giới bên ngoài nó chiếu không rõ ràng nếu như nước nếu là bình lặng mặt nước giống như tấm kính vậy cảnh quan bên ngoài ở trên mặt nước chiếu được rõ ràng tường tận chiếu kiến thì thí dụ cho trí tuệ thanh tịnh không có sóng đó chính là thiền định cho nên các vị phải nên biết định có thể khai huệ đó là trí tuệ chân thật Nước này rất tĩnh lặng, rất sạch sẽ, rất bình lặng. Giống như một mặt gương vậy. Hiện tại trong lòng chúng ta không có trí tuệ. Vì sao không có trí tuệ? Tâm là động. Cũng giống như nước khởi lên sóng vậy. Bằng làm gì có thể chiếu kiến cho nên bạn làm gì có thể chiếu kiến được cho nên bạn học được càng nhiều nghe được càng nhiều thấy nghe rộng hơn bạn dường như cũng rất có trí tuệ không phải là trí tuệ chân thật vì sao vậy không phải là trí tuệ của nước lặng chiếu thấy bạn chẳng qua là nghe người ta nói người nói dạng lời hoặc giả là chính mình khởi vọng tưởng vọng tưởng cái ý niệm đó cũng là trồi sụp không định bạn là từ vọng tưởng bà ra bạn là từ bên ngoài đến không phải từ ngay trong tự tánh ra đó không phải là trí tuệ chân thật do đó đệ tử phật cũng chính là đồng tu học phật chúng ta chúng ta thường hay ưa thích ở ngay trong nhà thiết lập một cái bàn phật cúng một tôn tượng phật biểu thị kính ý của mình đối với lão sư phật là lão sư của chúng ta biểu thị kính ý đối với lão sư niệm không quên giáo huấn của lão sư cúng tượng phật là cái ý nghĩa này đã có tượng phật đương nhiên chúng ta cũng phải cúng dường trong cúng dường chủ yếu nhất chính là cúng dường một ly nước chúng ta cúng dường một ly nước ở trước mặt phật không thắp hương không hề gì không cúng qua cũng không hề gì quan trọng nhất là phải cúng một ly nước nước biểu thị cái gì Bảo bạn xem thấy nước Tâm của bạn Phải thanh tịnh giống như nước vậy Bình lặng như vậy Trí tuệ liền hiện tiền Cúng nước dụng ý ngay chỗ này Không phải cúng để cho Phật uống Phật không uống nước này Là để cho chúng ta xem Thường hay nhắc nhở chính mình chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày đối người với việc với vật dùng tâm phải giống như nước vậy tam bụi lực hy vọng mọi người chúng ta đều hiểu cái ý này bằng học phật thì không nên mê tín Phật pháp chân thật là không có mê tín. Phật pháp là dạy người giác ngộ, dạy người thành tựu trí tuệ chân thật. Tất cả đồ cúng đều có ý nghĩa biểu thị đặc biệt của nó. Bạn nhất định phải hiểu rất nhiều đồng tu ưa thích cúng thức ăn cúng cơm cúng thức ăn tam đức lục dị cúng cơm cúng thức ăn biểu thị ý nghĩa gì bằng tưởng tượng xem cơm thức ăn khởi lên tác dụng gì làm cho thân thể này chúng ta có thể sống thêm được vài năm bạn không ăn cơm thì chết rồi cho nên ăn cơm là cúng dường cái thân thể này để thân thể này thường trụ ở thế gian này sau đó bạn liền biết được cúng chính là cái ý này để chúng ta nghĩ đến cơm thức ăn Mục đích là cái gì? Chánh Pháp thường trụ ở thế gian. Thí như chánh Pháp cũng được thức ăn, cũng có được nuôi dưỡng. Nó có thể thường trụ thế gian, cho nên đó là một nguyện vọng. Hy vọng Phật Bồ Tát, hy vọng thiện tri thức, hy vọng Phật Pháp có thể thường trụ thế gian. Biểu thị chút ý nghĩa này của chính mình bao gồm tất cả đồ cúng đều có ý nghĩa đặc biệt của nó trong đó việc này chúng ta nhất định phải nên hiểu do đây có thể biết trí tuệ cùng tam mùi là quan trọng hiểu rõ mới biết được chúng ta chính mình phải nên làm như thế nào tu học làm thế nào trải qua ngày tháng mới có thể được lợi ích chân thật xem tiếp bài kệ sau đây việc như quá khứ vô lượng phật di bỉ quần sanh đại đạo sư năng cứu nhất thiết chư thế gian sanh lão bệnh tử chúng khổ não bài kệ này là cầu giác tha đức của phật sau khi tự lợi được rồi nhất định phải lợi tha cho nên chúng ta trên tựa đề nói như phật cứu khổ pháp tạng có cái nguyện này chúng ta học phật thì phải học tập pháp tạng học tập pháp tạng cầu tự lợi đức học tập pháp tạng cầu lợi ích chúng sanh loại năng lực này Đức chính là đức năng. Câu thứ nhất nói, Việc như quá khứ vô lượng Phật. Quá khứ thời gian dài. Quá khứ vô lượng kiếp. Ngay trong vô lượng kiếp, đương nhiên có vô lượng chư Phật như Lai. Các ngài, những vị Phật này xuất hiện ở thế gian, điều gì quần sanh đại đạo sư? Trong nhà Phật, những xưng hô này chúng ta đều phải biết đó là thuộc về thường thức Phật học Đây đạo sư là xưng hô đối với Phật Ngài có thể chỉ đạo chúng ta Ngài có thể lãnh đạo chúng ta Siêu diệt sanh tử luân hồi Siêu diệt mười pháp giới Thành Phật làm tổ Người như vậy Mới có thể gọi là Đại Đạo Sư Chỉ có Phật Mới có thể gánh giác nổi Đại Đạo Sư Đơn giản gọi là Đại Sư Người Trung Quốc chúng ta ưa thích đơn giản nhiều hơn một chữ cũng không bằng lòng cho nên bình thường ở trung quốc gọi là đại sư đại sư là xưng hô với phật nếu như có người gọi đại sư vậy thì thật là quá đáng họ không phải phật không phải đại sư nhất định muốn gọi họ là đại sư thì quá đáng rồi đó thật là không thích hợp bạn xem thấy bồ tát quan thế âm bồ tát vậy thì còn được ở trung quốc chúng ta ngài là người nổi tiếng nhất gọi là nhà nhà quan thế âm có ai mà không biết bồ tát quan thế âm đâu bồ tát quan thế âm không xưng là đại sư Chúng ta gọi là quan âm đại sĩ Đại sĩ là tôn xưng đối với Bồ Tát Chúng ta đem lời này nói cho rõ ràng Giảng cho tường tận Các vị đồng tu có được cái thường thức này Vì sao các vị xem thấy người xuất gia Các vị muốn viết thư gửi cho tôi Viết một tấm thiệp gửi cho tôi tịnh không đại sư là sai rồi. Vừa xem thấy cách xưng hô này của bạn, liền biết được bạn chưa học Phật. Bạn là người bên ngoài. Bạn không phải là người chuyên học Phật. Bạn chân thật, cung duy tán tháng, đem tôi xem thành Bồ Tát. Tịnh không đại sĩ, vậy thì còn miễn cưỡng. Làm sao có thể gọi là đại sư? Không thể được. việc này phải nên hiểu nhà phật từ xưa đến nay tổ sư đại đức không xưng là đại sư thông thường xưng là pháp sư nếu như là các tông phái trong thiền tông thông thường gọi là thiền sư đó là học thiền học giới luật chúng ta gọi là luật sư nghiên cứu luận điển nghiên cứu dài lâu như du dạ sư địa luận đại trí độ luận nghiên cứu dài lâu những bộ luận điển này chúng ta gọi là luận sư nghiên cứu kinh giáo thông thường gọi là pháp sư vào thời trước lão sư của đế dương gọi là quốc sư không hề nghe nói qua gọi là đại sư mà không thể tìm thấy người phiên dịch kinh điển gọi là Tam Tạng Pháp Sư Gọi là Tam Tạng Pháp Sư Tam Tạng Pháp Sư Ở trong Phật Pháp chúng ta Gọi là Thông Gia Họ là Kinh, Luật Luận Ba loại này họ đều thông đạt Họ đều tường tận Có tư cách dịch Kinh Phiên dịch Kinh Điển Gọi là tam tạng Pháp Sư Bởi vì hiện tại Chúng ta Xem thấy Đại Sư quá nhiều Cũng làm cho người ta hồ đồ Một thế giới chỉ có một vị Phật Chỉ có một Đại Sư Ở đâu mà có nhiều Đại Sư đến như vậy Cũng như trong một trường học chỉ có một hiệu trưởng Làm gì có nhiều hiệu trưởng Không có cái đạo lý này Cho nên thông thường xưng hô này Chúng ta phải ghi nhớ Sư Chính là sư phạm Ngôn hành của họ Có thể làm điển phạm Mô phạm Cho tất cả người Tu hành thế gian Đó mới gọi là Đại Đạo Sư Phật là đạo sư của chúng sanh chính Pháp giới. Vậy mới gọi là Đại sư. Không chỉ là nhân gian thiên thượng, A-la-hán, Bồ-Tát, đến đẳng giác Bồ-Tát, đều phải học tập với Phật. Cho nên Phật gọi là Đại sư. Cái ý nghĩa này ở ngay chỗ này. Ngoài chỗ này ra, có một số thường thức phổ thông cũng không thể không biết thí dụ mọi người quen thấy người xuất gia thì gọi là hòa thượng hòa thượng không thể tùy tiện gọi vì sao vậy quá tôn kính thế nhưng hiện tại có rất nhiều người không hiểu rõ hòa thượng ý nghĩa của hai chữ này thực tế mà nói là một loại trào phúng xem thường gọi hòa thượng hòa thượng dường như không có người nào dám xem thường họ không hiểu được ý nghĩa của hai chữ hòa thượng này người tu hành xem thấy người xuất gia không thể tùy tiền gọi là hòa thượng có thể gọi họ là pháp sư không thể gọi họ là hòa thượng cận dịch vòng tay cư sĩ địa chỉ email vòng tay cư sĩ a cầu gmail com người đọc phật tử thiện quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật